Thầy Phan Nhật Tân, giáo viên trường trung học Chu Văn An, trung học cơ sở Chu Văn An giảng dạy bộ môn toán 7 và 9. Ngày hôm nay thầy giới thiệu các em một bài học mới, đó là bài số 8, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Trước khi vào kiến thức mới, thầy nhắc lại các em một số trường hợp bằng nhau của tam giác vuông mà mình đã học. Đầu tiên, đó là trường hợp 1. Thầy sẽ cho các em hình vẽ sau. Các em quan sát tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D có hai cạnh góc vuông AC và DF bằng nhau, hai cạnh góc vuông AB và DE bằng nhau. Vậy hai tam giác vuông này có bằng nhau hay không các em? Các em hãy quan sát hình vẽ. Sau ít phút quan sát thì các em thấy rằng hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Cạnh AC bằng cạnh DF, góc A bằng góc D bằng 90 độ, AB bằng DF. Theo vậy, hai tam giác vuông này đã bằng nhau theo trường hợp hai cạnh góc vuông, đó là trường hợp 1 mà các em đã học. Các em quan sát qua trường hợp thứ hai. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D có cạnh góc vuông AB bằng cạnh góc vuông DE, góc nhọn B bằng góc nhọn E. Vậy hai tam giác vuông này có bằng nhau hay không các em? Nó cũng bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Nếu cạnh góc vuông của tam giác, cạnh góc vuông và góc nhọn kề của tam giác vuông này bằng với cạnh góc vuông và góc nhọn kề của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Đây chính là trường hợp thứ hai mà chúng ta đã học. Mời các em quan sát hình số. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D có hai cạnh huyền BC và EF bằng nhau, hai góc nhọn B và góc nhọn E bằng nhau. Các em quan sát này, hình vẽ này thì các em thấy hai tam giác này có bằng nhau hay không các em? Nó bằng nhau ở trường hợp cạnh huyền góc nhọn mà chúng ta đã học. Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Như vậy chúng ta đã đi qua ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Hai cạnh góc vuông, một cạnh góc vuông và góc nhọn kề và trường hợp thứ ba là cạnh huyền và góc nhọn. Thì trong ba trường hợp này các em chú ý nhớ cái trường hợp cạnh huyền và góc nhọn. Còn trường hợp hai cạnh góc vuông với lại cạnh góc vuông và góc nhọn kề thì thật sự ra nó chính là cái trường hợp cạnh góc cạnh và góc cạnh góc như chúng ta đã học trong ba trường hợp bằng nhau của tam giác. Bây giờ thầy mời các em bước qua trường hợp bằng nhau thứ tư của hai tam giác vuông. Mời các em quan sát hình vẽ. Tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D có lần lượt hai cạnh huyền BC và EF bằng nhau. Cạnh góc vuông AC bằng cạnh góc vuông DF. Vậy hai tam giác vuông này nó có mối liên hệ gì các em? Thì bây giờ để biết được cái mối liên hệ của hai tam giác vuông này thì chúng ta trở lại cái phần giả thuyết của đề bài cho chúng ta và chúng ta hãy dựa vào đó phân tích ra những điều mà chúng ta đã biết, đã học. Đầu tiên là chúng ta có được cái tam giác ABC vuông tại A. Cho nên theo định lý Pythagore ta có BC bình phương bằng AB bình phương cộng cho AC bình phương. Tương tự như vậy, chúng ta lại có tam giác DEF vuông tại D. Nên ta cũng có được EF bình phương bằng DE bình phương cộng DF bình phương. Mà như chúng ta đã biết, BC bằng EF, vậy BC bình phương cũng bằng EF bình phương. Tương tự, chúng ta cũng có AC bằng DF, cho nên AC bình phương cũng bằng DF bình phương. Quan sát bốn điều này, thì chúng ta thấy do BC bình phương bằng EF bình phương ở đây, nên hai cái tổng này bằng nhau. Mà chúng ta lại có được AC bình phương bằng DF bình phương. Đây là hai số hạng thứ hai của hai cái tổng này bằng nhau.
Nên ta suy ra được điều gì các em? À, hai cái tổng bằng nhau mà lại có hai số hạng thứ hai bằng nhau. Vậy chúng ta suy ra hai số hạng còn lại cũng bằng nhau. Đó là AB bình phương bằng DE bình phương. Từ đó chúng ta suy ra được AB bằng DE. Ta quan sát hình vẽ, lúc này chúng ta thấy hai tam giác này đã bằng nhau theo trường hợp mà chúng ta đã học chưa các em? À, thật vậy, nó bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Như vậy, chúng ta đã chứng minh xong. Nếu như cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó cũng bằng nhau. Đây chính là nội dung của trường hợp thứ thứ tư mà các em được học, đó là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì hai tam giác vuông đó bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền và cạnh góc vuông. Như vậy chúng ta đã học qua bốn trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, trong đó có hai trường hợp rất là quan trọng như trên cái bảng này đây. Đó là trường hợp cạnh huyền góc nhọn với là trường hợp cạnh huyền và cạnh góc vuông. Để hiểu rõ hơn về hai trường hợp bằng nhau này, thầy mời các em bước qua phần bài tập sau. Bài 63, trang 136 sách giáo khoa. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Chứng minh rằng HB bằng HC. Câu B. Chứng minh góc BAH bằng góc CAH. Các em suy nghĩ. Đầu tiên, chúng ta bước vào trong cái việc chứng minh câu A, đó là chứng minh HB bằng HC. Thì để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau thì theo cái kỹ năng mà chúng ta đã học ở các bài trước thì chúng ta cần làm gì nữa các em? À, chúng ta ghép hai cái cạnh này vào trong hai tam giác, đó là tam giác AHB và tam giác AHC, và chúng ta cần chứng minh nó bằng nhau. Bây giờ chúng ta hãy quan sát lại đề bài đã cho chúng ta những điều gì nào. Đầu tiên, đó là tam giác ABC cân tại A. Từ cái tam giác ABC cân tại A này giúp ta suy ra được những điều gì mà chúng ta đã học nè. Đó là AB bằng AC, hai cạnh bên bằng nhau. Còn điều gì nữa không các em? À, chúng ta còn có góc B bằng góc C. Bây giờ chúng ta suy nghĩ tiếp coi đề bài còn cho chúng ta điều gì. À, chúng ta thấy đây là AH vuông góc với lại BC tại H. Như vậy khi cho chúng ta AH vuông góc với BC tại H thì nó cho chúng ta điều gì? À, nó cho chúng ta hai cái góc vuông AHB và AHC. Vậy chúng ta quan sát tam giác vuông AHB và tam giác vuông AHC đã có những điều kiện đầy đủ để chứng minh rằng, để kết luận rằng hai tam giác vuông này bằng nhau hay chưa? À, thật vậy các em, hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Do góc AHB bằng AHC bằng 90 độ, cạnh huyền AB bằng cạnh huyền AC vì tam giác ABC cân tại A. Góc nhọn B bằng góc nhọn C cũng do tam giác ABC cân tại A. Từ đó ta kết luận hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Từ đó suy ra được HB bằng HC. Bây giờ nếu như chúng ta không đi theo cái trường hợp cạnh huyền cạnh góc nhọn thì chúng ta coi thử coi chúng ta còn có thể chứng minh bằng cách nào nữa. Bây giờ chúng ta quan sát trên hình vẽ một lần nữa. À, chúng ta thấy có cái cạnh AH chính là cạnh chung của tam giác AHB và tam giác vuông AHC. Như vậy chúng ta thấy hai cái tam giác vuông này AHB và AHC này có cái cạnh góc vuông chung, đồng thời lại có hai cạnh huyền bằng nhau. Vậy chúng ta đã đầy đủ các yếu tố để kết luận rằng hai tam giác vuông này bằng nhau hay chưa các em? À, thật vậy, hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Tam giác AHB và tam giác AHC có góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ. Cạnh AB bằng AC vì tam giác này cân. AH cạnh chung. Từ đó kết luận rằng tam giác AHB bằng tam giác AHC theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Từ đây ta kết luận được HB bằng HC. Ta bước qua câu B. À, để chứng minh
cái góc BAH bằng góc CAH mà thầy ký hiệu màu vàng ở trên đây. Thì các em có cái cao kiến gì nè, có cái suy nghĩ gì nè? Này rất dễ các em chứng minh hai cái góc này bằng nhau. Thì ở các bài trước chúng ta cũng phải làm sao? Lòng và hai tam giác và chứng minh hai tam giác đó bằng nhau. À, nhưng mà hai góc này đã nằm trong hai tam giác nào rồi các em? AHB và tam giác AHC đã bằng nhau chưa? Rồi đây, chúng ta đã chứng minh rồi đây. Thì ở câu B, ta chỉ cần dựa vào hai tam giác AHB và AHC bằng nhau do chứng minh trước để từ đó ta suy ra được hai góc BAH và CAH này bằng nhau. Như vậy, chúng ta đã mau chóng hoàn tất bài tập đầu tiên. Thầy mời các em bây giờ, thầy mời các em đi qua bài 65 trang 137 sách giáo khoa. Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ BH vuông góc với AC tại H, CK vuông góc với AB tại K. Chứng minh rằng AH và CK bằng nhau. Câu B gọi Y là giao điểm của BH và CK, chứng minh AY là phân giác. Và bây giờ chúng ta tập trung cho việc chứng minh câu A. Chứng minh AH bằng AK thì như mọi khi chúng ta sẽ lồng cái AH và AK này vào trong tam giác, hai tam giác để chúng ta chứng minh bằng nhau. Thì hồi nãy ở câu B gọi Y là giao điểm của BH và CK, nếu như các em đặt vô luôn trong cái phần đầu tiên thì các em sẽ bị gây rối. Thì thầy nhắc các em là khi mà chúng ta làm một bài hình học thì khi giả thiết cho đến câu A thì chúng ta vẽ hình đến câu A thôi, rồi chúng ta giải quyết cho câu A. Chừng nào bước qua câu B thì chúng ta mới bổ sung cái phần giả thiết của câu B vào để chúng ta làm. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại câu A chứng minh AH bằng CK. Thì như mọi khi chúng ta sẽ lồng AH và CK vào trong hai tam giác. Đó là hai tam giác nào các em? Đó là tam giác AHB và AKC. Chúng ta phải có nhiệm vụ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. AHB và AKC. Thì chúng ta thấy hai tam giác này nhìn trên hình vẽ trên nó hơi rối, cho nên chúng ta có một cái kỹ thuật đó là chúng ta tách hình nó ra, chúng ta tưởng tượng như hai tam giác này nó chồng lấn lên nhau, vậy chúng ta tách hình nó ra. À, ở bên dưới thầy tưởng tượng như tách cái hình hai cái tam giác AHB và tam giác AKC ra để cho các em quan sát. Bây giờ chúng ta đọc lại đề bài, coi coi đề bài đã cho chúng ta những gì. Đầu tiên, đó là tam giác ABC cân tại A. Từ cái điều này giúp cho ta khẳng định được điều gì các em? À, đó là AB bằng AC. Rồi còn gì nữa các em? À, như vậy chúng ta coi coi đề bài cho chúng ta điều gì nữa đây? AH BH vuông góc với AC tại H và CK vuông góc với AB tại K. Vậy từ cái điều này ta giúp ta được gì trong cái câu A? Chúng ta có được hai góc vuông AHB và AKC. À, lúc này chúng ta thấy hai tam giác vuông AHB và AKC là hai tam giác vuông đã có hai cạnh nguyền bằng nhau rồi. Bây giờ để chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta cần có thêm những dữ kiện nào mà chúng ta đã học? Nếu như giống như cái bài hồi trước, hồi nãy chúng ta đã làm thì chúng ta nói rằng là cần bổ sung theo cạnh góc vuông. Thì ở đây chúng ta thấy là bổ sung theo cạnh nào bây giờ? Chẳng lẽ bổ sung theo AH bằng AK? Thì như vậy nó trở về cái suy luận luẩn quẩn, đó là chúng ta đang cần phải chứng minh AH bằng CK. Như vậy nếu như chúng ta chứng minh hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh nguyền, cạnh góc vuông thì nó sẽ rơi vào thế bí. À, có bạn nói là BH và CK đó thầy ơi. Thì bây giờ chúng ta quan sát coi coi nãy giờ chúng ta có cái điều gì liên quan đến BH và CK hay không, và chúng ta đọc chúng ta mới thấy BH và CK nó mới xuất hiện ở trong câu B. Như vậy chúng ta thấy rằng suy nghĩ theo cái hướng cạnh nguyền cạnh góc vuông là không chính xác. Làm vậy bây giờ chúng ta coi coi chúng ta còn bỏ sót điều gì nữa vậy? À, chúng ta thấy không? À, hai tam giác này
thì nó có một cái góc A là góc chung. Như vậy chúng ta có thêm một góc cạnh, góc nhọn nó dạy bằng nhau, hay nói cách khác trong bài này đó là góc chung. Vậy chúng ta khẳng định được hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn, và từ đó suy ra được AH bằng AK. Chúng ta đã giải quyết xong câu A. Bây giờ chúng ta bước qua câu B. Bây giờ để chứng minh AI là phân giác của góc A thì chúng ta cũng gài. Để chứng minh AI phân giác của góc A thì chúng ta cần phải chứng minh góc KAI bằng góc HAI. Thì gài hai cái góc này vào trong hai tam giác AHI và AKI, và nhiệm vụ chúng ta lại chứng minh nó bằng nhau. Bây giờ chúng ta coi coi chúng ta đã có những gì từ cái giả thuyết. Đầu tiên đó là chúng ta thấy hai tam giác AHI và AKI là hai tam giác vuông. Rồi còn gì nữa các em? Chúng ta còn có được AI là cạnh huyền chung của hai tam giác vuông này. Rồi, như vậy nó đã có cạnh huyền chung rồi. Bây giờ chúng ta cần cái dữ liệu nào để mà chúng ta kết luận hai tam giác này bằng nhau đây? Chúng ta nhìn lại câu A, chúng ta thấy hồi nãy chúng ta đã chứng minh AH bằng AK. Như vậy hai tam giác vuông AHI và AKI đã đầy đủ các yếu tố để kết luận bằng nhau chưa các em? Đã đầy đủ rồi. Như vậy là chúng ta thấy nó bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Và sau khi có hai cái tam giác vuông này bằng nhau rồi thì chúng ta suy ra được hai góc HAI bằng góc KAI. Từ đó ta suy ra được AI là tia phân giác của góc A. Như vậy chúng ta cũng đã giải quyết xong được cái bài số 2 này một cách mau chóng. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong phần bài tập, và chúng ta phải nhớ lại cái phần bài học rất là quan trọng đối với chúng ta. Thì ở đây thầy đã ghi lại hai trường hợp rất là quan trọng, đó là trường hợp cạnh huyền và góc nhọn, với trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông mà các em cần phải ghi nhớ. Về nhà các em làm phần bài tập 66 trang 137 sách giáo khoa, làm xong các em gửi về Zalo số 0903 117 183 group lớp 72, hay các em gửi về email cho thầy cô bộ môn của các em. Buổi học đã hết, thì hẹn các em vào buổi sau. Chào tạm biệt các em, chúc các em cùng gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.